có rất nhiều người lương dân họ chửi bới người Công giáo rất vô tình. Đây là những người họ chửi rất vô tình và họ đang còn chửi. Họ đã giật máy của em qua. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là sân nhà sứ của giáo xứ Phú Yên. Hiện người dân đang tập trung lại vì chị Nguyễn Thị Trà là một giáo lý viên của giáo xứ đã bị an ninh Sơn Hải, xã Sơn Hải bắt đi và không chịu thả người. Sau khi người dân giáo xứ Phú Yên sang để đòi người thì đã bị đàn áp đẫm máu và hiện tại người dân giáo xứ Phú Yên đang lui về giáo xứ. Có rất là nhiều người bị đàn áp và bị thương rất là nặng. Và đây là chị Trà thì mới được thả. Hiện tại thì chị Nguyễn Thị Trà đã được an ninh thả về, nhưng mà hiện tại thì tâm lý đã còn rất là lo lắng và đang còn khóc. Và rất nhiều người thì bị đập rất là dã man, dù sang đòi người với tinh thần rất ôn hòa, không làm bất cứ hành động gì, nhưng mà đã bị an ninh đàn áp rất là dã man. Và đây là một người bị đàn áp. Đây, như quý vị và các bạn đã thấy, đây là vết máu do an ninh và những côn đồ để lại. Bác có thể nói rõ về, nói về, kể lại chuyện bác bị đàn áp được không ạ? Thế em xông vào là đông em đập vùi vật. Vùi vật cứ cầm đán cho chán. Mà bác sang, bác có làm hành động gì không quá khích hay không ạ? Xông đến đập của con gà thì bác kéo ra, tôi ra rất là hắn đến vùi vật luôn, là cầm đá chán nhưng tọt. Mấy người đông
Như các bạn đã được nghe thì người dân sang với tinh thần bất bạo động, nhưng mà an ninh vào Côn Đồ đã đánh đập rất là dã man. Đấy là tình hình bạo loạn sau đánh đập và dùng các cái vũ khí để tấn công. Đây là một cái hành động rất là nguy hiểm. Nhiệm vụ của ông là một người dân, ông có nhiệm vụ bảo vệ những người đồng bào của mình bị đánh đập. Thế nhưng mà ông lại cũng là tiếp tục là nạn nhân. Đây là người mới bị bắt từ bên thả cho về chứ này. Em đi mua nhà vệ sinh để níp, thế là mấy bà ở bên ngoài là cầm đá sán tô, để cầm từng cái chai này, cầm những cái chai to này sán tô mà cái chai không để cho nói chai thì tin nó nói là cái chai đó, nó chai của em nó rơi xuống là bề đấy đấy, nhưng mà em nói may mà em được ngồi yên đi không để người không biết đánh rồi. Thưa quý vị và các bạn, đây là một người bị đàn áp và hiện tại thì đang còn rất là đau, bị đàn áp rất là dã man. Và hiện tại thì đang còn một số người bị đàn áp và vẫn hiện tại đang được chăm sóc ở bên trạm y tế, bị đánh rất là nặng và hiện tại đang còn phải mặc. Như quý vị và các bạn có thể thấy, đây là một người bị đàn áp rất nặng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và bây giờ Thank you.
con gà. Rồi tiếp ra ngoài máy. Các bạn có thể thấy đây chỉ là những người dân, những người phụ nữ làm lụ làm việc suốt ngày, nhưng khi sang đòi người thì đã bị công an và quân đội đánh đập rất là dã man. Chúng dùng cả đá để ném vào đầu, dùng cả gậy, dùng cả những thanh sắt để tấn công, và hiện tại thì có rất là nhiều người bị thương rất nặng. Một số người thì đã được đưa tới trạm y tế để chăm sóc, mai vá, và một số thì đã được về, nhưng với tinh thần đang rất là bất ổn. Và như theo như lời người dân đã kể lại thì vụ việc này chính là do sự dàn dựng của công an huyện Quỳnh Lưu, bởi vì ở đó có rất là nhiều công an, nhưng mà họ không những không ngăn cản côn đồ đập đánh người dân mà họ còn tiếp tay để cùng với nhóm những người côn đồ, những nhóm côn đồ tấn công vào người dân, và không kể là phụ nữ hay trẻ em thì đều bị đàn áp rất là dã man. Như được biết thì một số bạn trẻ đã dùng máy để ghi lại những cái hành vi đàn áp đó, nhưng mà đều bị côn đồ và công an lấy điện thoại hoặc là ném bê, và hiện tại thì không có thước phim nào để ghi lại những cái hành động đó.
như chúng ta đã được biết thì bà con giáo sư Phú Yên và cha anh Tôn Đăng Hữu Nam là một trong những nơi đấu tranh rất là mạnh để chống Formosa, chống những điều sai trái của nhà cầm quyền Việt Nam. Bà có thể kể lại vụ việc mới xảy ra được không ạ? Bên nữa đó. Dạ. Thì đầu tiên là bắt đầu ta đi xuống cái là bắt đầu là con trà xuống xe dơ, ta dơ máy là quay cái là bắt đầu một bầy quân ở bên nó ập lên ăn cướp máy con trà. Và toàn là đàn bà, sau khi đến đàn ông. Ăn cướp máy con trà cái thì bắt đầu là gì với nhảy xuống là gì ôm con trà này gì cướp cái máy lại. Thì bắt đầu là hắn tốc cái nón của gì đi. Để hắn bập gì đó mà người gì cao hắn chưa bập được và bắt đầu quay lại đập con chế chạy đến cướp con trà thì lại là con chế bổ ngựa ra đó. Nằm co ra đó thì bắt đầu là gì này tay đến lại dừng công chế lên. Dừng công chế lên thì có mấy người đang cầm sắt đến thì vào gì. Chứ mà không may là có mấy người đàn ông người ta làm sao là có cầu khanh thì làm sao biết cứu gì. Quân cầu khanh thì làm sao là cứu gì một cái thì biết đâu quay lại đến cầu khanh là loa máu đó. Quỳ xuống đó luôn. Khi đó là gì mới quay lại là gì là thấy cùi con Lý với con Thu. Thì khi đó là thằng Lương. Chú Lương là chú biết đưa máy ra chú quay tiếp. Thì anh chạy đến ăn cướp máy của chú Lương hay không cho chú Lương quay. Là khi đó là trước mẹ Thu với mẹ Lý là thấy đập chồng quá tờn quá là bắt đầu mẹ Lý mới chạy đến đi tì cái máy thì bắt đầu hắn đập nhìn mẹ Lý xuống dưới đất thì bắt đầu là chỉ biết quay lên chỉ biết hốt mẹ Lý lên xe cùng mẹ Lý lên xe để cho ta đưa về với thì bắt đầu hắn chạy tiếp lôi cái xe xuống hắn không cho hắn ngồi xe có mà có mấy anh công an xóm của hắn thì là đến đầu tiên họ thả ra cho. Còn cậu Khanh là gì bịt máu thế này, máu của chị tuê tuê luôn. Người cậu Khanh là máu tuê luôn. Thế bây giờ là về cảm xá ta may là bây giờ về được cái gì là về nước cậu Khanh thế rồi. Còn hắn tờn một cái cách không thể chấp nhận được. Hắn tờn lắm, sắt cương lương phúc sắt như này rồi đá lên. Chúng ta khi sang bên đòi người thì với tinh thần có ôn hòa không ạ? Ôn hòa mới xuống xe cái hắn vùi liền. Có nghĩa là ta người xuống xe, người chưa xuống xe. Là hắn mới nói là bay kéo quân sang đây làm chi, bay kéo quân sang đây là bay giết cho à. Thằng Nam cha bay là giết cho à, chưa xuống à, bây giờ bay nó còn giết cho à. Bắt đầu là nhà gì mới nói này, đừng có mở mời ra mà nói sai. Cho đi đòi công lý sự thật cho cả nước được nhờ, chứ không phải là cho đòi riêng cho một mình cho. Bắt đầu là khi nó lắm nó chỉ là tự là bắt đầu hắn quay lại anh đập chí mà. Đập chí đó người gì không bị chí bởi vì hắn tốc cái nón, nếu gì mà không có cái nón thì cũng loa máu như cậu Khánh vậy. Nhưng mà gì có cái nón là không tốc cái nón đi là khi nó là có mấy anh công an đấy gạt ra là hắn rồi người gì không thể tin. Dạ con cảm ơn chị. Như quý vị và các bạn vừa xem thì công an và quân đội đàn áp người rất là dã man, cho dù đó là người già hay là trẻ em. Không những vậy, chúng còn thuê cả những người phụ nữ để đập đánh. Và chúng còn vu khống cha anh Tôn Đăng Hữu Nam là một trong những người đi đầu trong vấn đề đòi công lý và sự thật. Thank you.
Như chúng ta cũng được biết thì gần đây nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt rất là nhiều người, ví dụ như anh Nguyễn Văn Hóa, anh Nguyễn Văn Oai, chị Trần Thúy Nga, hay là mới nhất là chị Lê Mỹ Hạnh bị một nhóm côn đồ vào đánh đập ở giữa Sài Gòn. Và nếu như chị Nguyễn Thị Trà không có người phát hiện thì rất có thể chúng sẽ bị đưa đi và không có ai biết tung tích, có thể là như vụ của anh Nguyễn Văn Hóa. Được biết thêm thì chị Nguyễn Thị Trà là một giáo lý viên và là một người làm truyền thông giúp đỡ cha Anton Đan Hồng Nam trong việc đòi công lý và hòa bình. Kích động đập cho con nó còn hắn kích động nó bắt đầu là hắn cho cái thứ đàn bà tuấn đồ mà con nó từ hắn ra đó mà phỏng vấn cái bạn đi ta học thì mình cả quay Thưa quý vị và các bạn, đây là một trong những người dân bị đàn áp rất là đẫm máu, rất là dã man. Chị có thể kể lại sự việc chị đã bị đàn áp không ạ? Chị đi sang là thấy họ cứ đòi trà, đến thì láng can trà rồi. Khi chúng ta sang thì chúng ta có làm bất cứ hành động gì không ạ? Không, ta sang thì đứng im đó thôi. Thấy dân ta sang là đập dân, họ thấy dân ta là họ đập. Còn dân họ thì họ đập dân ta, họ biết ta, tiếng ta cứ là đập. Như quý vị có thể thấy thì đây giống như là một vụ dàn dựng để đàn áp. Tất cả những người dân có đạo khi sang đòi người thì đều bị đàn áp. Đây thưa quý vị và các bạn, đây là một người bị đàn áp rất là dã man. Chú có thể kể lại sự việc chú bị đàn áp không ạ? Có nghĩa là cái khi nữa đi sạc đó là thấy anh đập thế này là cứ nhảy vào Vatican. Nhảy vào Vatican thì có một thằng thanh niên là bắt đầu cứ nhảy vào, nó cầm một cái phát tài như này. Bắt đầu hắn vào, các bạn vào cái đôi. Đây này, các bạn bắt đầu vào cái đôi, cúng vào đây. Bạn kia phát đầu cái đôi, cúng vào đây. Đây, bắt đầu là thằng công an áo xanh là đến ôm ra cái thương giác ra nó bắt đầu đấm đá rồi cứ tung nó luôn, cũng biết thảm mô. Với khi là sau là hắn đi thấy một phát là cúng vào đây, thì tôi cứ nhìn theo là cái hòn đá là ke nát luôn. Đó, tức là chảy máu là tôi ngồi xuống luôn, tôi cũng ngồi. Tôi ngồi xuống kia có là đứng rồi nữa là bị đập vừa. Khi chúng ta sang để đòi người thì chúng ta có bất cứ hành động gì không? Không có, mình thấy đập mình thì mình nhảy vô can thôi, có đứa thôi. Như quý vị, các bạn mà có thể thấy thì người dân sang với tinh thần ôn hòa và không có bất cứ hành động gì không. Nhưng bị công an đàn áp rất là dã man. Nói chung là dân mình cũng đập họ, mỗi lúc mà họ nhảy họ tung động họ nghe và họ đập mình thôi. Còn đàn ông họ đập luôn cả đàn bà này. Đây là những vết máu do công an và côn đồ để lại. Với những sự việc này thì đang còn chứng tỏ rằng đất nước Việt Nam là một đất nước không hề có nhân quyền. Và công an và côn đồ thì
thường bắt tay nhau để đàn áp những người dân, những người đi đòi công lý và hòa bình. Người dân ta lại về.
Ông lúc mà tốc độ mà không có thì người ta can á, với lại họ đưa tôi về cũng không chính xác với họ. Công an đã bắt người vô cớ và cả tổ chức cho đánh đập dân đe chúng ta và một số hiện nay đang phải đi nhập viện cấp cứu. Vì vậy, cha xứ yêu cầu tất cả cộng đoàn ngay bây giờ tập trung về nhà thờ để chúng ta cầu nguyện cho một người bị hành hung, bị bách hại, bị đánh đập. Xin nhắc lại thông báo của cha xứ. Như chúng ta đã biết, công an đã bắt người một cách vô cớ và đã để cho một số người đánh đập dân chúng ta ngay trước mặt công an. Và vì thế, công an đã không làm tròn trách nhiệm của mình và theo yêu cầu của cha xứ, ngay bây giờ xin mời cộng đoàn tập trung về nhà thờ để chúng ta cầu và cầu nguyện cho những người bị bắt nạt. Xin nhắc lại thông báo của nhà xứ, ngay bây giờ xin mời cộng đoàn về nhà xứ để về nhà thờ để chúng ta cầu nguyện cho những người mà bị đánh đập, bị bắt nạt, bị bắt bớ một cách vô cớ. Trước mặt công an, trước mặt chính quyền, cả người làm vô và tiếp tay và đánh dân một cách tàn bạo đổ máu. Từ ngày ngay bây giờ, xin mời cộng đoàn theo thông báo của cha xứ ra nhà thờ để chúng ta cầu nguyện cho một người đang bị bách hại, bị đánh đập một cách trắng trợn. Ánh sáng một hòn đá mà cũng có đầu tôi mà tê tét như có giờ cũng như là đến khi tôi nhìn thấy là chỉ có thấy những đá bay thôi nè. Dùng đá tấn công, dùng đá quát đá hòn sáng cũng vào đây tê hòn đá luôn. Dùng sắt, một thanh sắt dài. Xin nhắc lại thông báo của cha xứ. Như chúng ta đã biết, công an đã bắt người một cách vô cớ và đã để cho một số hành hung đánh đập chúng ta một cách tập thể gây đổ máu và gây thương tích của số người phải đi viện. Vì vậy, ngay bây giờ xin mời cộng đoàn tập trung về nhà thờ để chúng ta cầu nguyện cho một người bị bắt nạt, bị đánh đập. Là phạt đá này. Đang còn trong tôi nghĩ được. Đá lên. Vì khi tôi ngồi xuống rồi nữa là lán đá. Đó. Bao nhiêu người đã tấn công ông vào? Thì nó đông lắm, đông tuyệt vời luôn. Nó là đông lắm. Mình nói chung là cái khi nó mình không thể đếm được người, nó rất là đông lắm. Đó là tính đàn ông là đông, cứ thanh niên cho đến cùng cùng tuổi. Đi hồi anh chạy theo tập là giống công an. Và thì công an này không biết chứ mà mặc áo chiến sự. Thì cái khi nó mình đã bị chảy máu rồi là mình ngồi xuống cái khi nó thì mình cũng biết là công an hoặc là dân rồi, nhưng mà họ đập đông lắm, toàn là đông thôi chứ không có đàn bà rồi đến đập mình mất. Bây giờ chúng tôi sẽ kết thúc live stream ở đây và chúng tôi sẽ trở lại với giờ chầu Thánh Thầy để cầu nguyện cho công lý và hòa bình và cho những người bị bách hại của giáo sư Phú Yên.